Ok, xin chào các bạn. Alan và Jenny đang đứng ở khu vực resort gọi là Canberra ở Malaysia. Thì đây là thấy đảo Pilong, Pilau Pidong đây. Khoảng 15 km. Hôm nay tụi này sẽ đi qua khu đó. Và đây là cái bờ biển ở đây. Ngày xưa người tị nạn của mình cũng rơi vào biển này và cũng chết vào biển. Gần biển này cũng nhiều lắm. Ok, đó là Jenny đang quay phim đây. Phái đoàn 3LTV đã đến khu Malai và sát cái đảo Pilau Pidong. Đảo Pidong đó.